Rồi chào mấy anh em nha, chào mấy anh em cổ thủ nha. Thì trên tay mình đang cầm là con cu malai máy anh em, con này dòng chiêu gù anh em. Con này là vừa cất trứng rồi anh em, mặt mũi rất đẹp nha, nhưng rất đẹp cái bữa con anh em cầm bàn tay luôn. Đó, con này thì rất trứng rồi đó anh em, về là ép đẻ thoải mái nha. Thì hiện tại mình lâu quá logo mình cũng chưa bán, thì mình hôm một bây giờ hiện tại thì cũng có nhiều chim máy cũng nhiều anh em, nên thành ra bán bớt để cho anh em về anh em ghép đẻ nha. Chim này thì anh em về là ghép đẻ thôi, còn ví dụ như anh em không biết công thức rồi thức ăn đẻ thì cứ alo cho mình nha, alo cho mình sẽ chỉ công thức để cho chim đẻ cho anh em nha. Chim rất đẹp anh em. Con này thì dòng chiêu gù anh em, chiêu gù cái giọng rất to luôn anh em, giọng của nó thổ giọng thổ anh em, giọng thổ mà nó gáy to hay thiệt. Con này giọng thổ mà nó gáy to nha, giống như nó có đồng đồng, nó pha đồng một xíu chứ nó không có gặm. Chim đẹp cực đẹp nha anh em. Thì giá con máy này là 1 triệu nha anh em, 1 triệu. Anh em nào có nhu cầu thì cứ alo mình nha. Thì cái thức giao dịch đó là chim mình tiền mình chuyển khoản, là chim mình chuyển xe anh em chịu khó rồi đồng nhận xe vô giùm mình giao hàng toàn quốc nha, giao hàng toàn quốc. Rồi ha, con thổ có pha tí đồng nha anh em. Chim rất đẹp. Rồi mình kết thúc clip nha anh em, mình để số điện thoại để cho anh em liên hệ nha.